Tu Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Nỗi lòng người mẹ được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Quán ăn qua giai đoạn 3 ngày khách đến ăn ủng hộ Lượng khách bắt đầu cân đối Nhưng không hề suột giảm nhiều như dự tính Khiến Tuyền thầm cảm ơn ông trời Cô thực sự yên tâm và tự tin Đi đến tòa án Để tranh chấp quyền nuôi con Với người chồng sắp cũ Tòa án không hề khô khan và đáng sợ Như lâu nay Tuyền vẫn nghĩ Thịnh và Tuyền đều đến tòa án một mình Không hề có người thân nào đi chung Do được nghiêm chỉ đường dẫn lối Tuyền đối đáp trôi chảy từng câu hỏi không hề lép dế về tài chính, về nơi ăn chốn ở sau khi ly hôn nếu được nuôi con. Điều kiện và tình cảm của cô đủ sức thuyết phục, tòa án giao quyền giám hộ nuôi con cho Tuyền. Nhưng vì tranh chấp tài sản, gia thịnh kiên quyết đòi nuôi kiên, khiến thời gian kéo dài. Thời điểm thịnh, nhìn bằng chứng cảnh giường chiếu, chứng tỏ hắn ngoại tình được nghiêm đưa ra trước tòa, hắn xàm mặt tức tối. Mắt lông lên, thâm hiểm, nhìn Tuyền như muốn giết chóc phiên tòa kết thúc trong sự không hài lòng của hai bên tuyền nhìn thấy nghiêm ra hiệu đợi anh bên ngoài cô không nghĩ nhiều đứng dưới bóng râm của tán lá bạn thẫn thơ nhìn dài người ra vào dội vàng gửi xe đi đến căn phòng tiếp nhận hồ sơ nghiêm đội trên đầu ánh nắng gắt cổng đi đến chỗ cô đứng khiến cho cô nhìn anh cảm thấy mông lung khó định hình cô không quen với thứ ánh sáng chói mắt nghiêm tràng không thể chạm đến từ anh Luật sư Trần Khắc Nghiêm mang theo uy nghiêm cứng ngắc của pháp luật. Khác với Nghiêm, người con trai chủ trọ dễ tính cách khó gần, lãnh đạm. Anh mở miệng, giọng nam trầm hơi khàn, gây dựng được lòng tin của người nghe. Thêm hai lần nữa lên tòa là sẽ kết thúc. Tôi vừa dò hỏi suy nghĩ của thẩm phán. Cô cứ như hôm nay mà phát huy nhé. Cảm ơn anh. Mày nhờ có anh. Hóa ra là cặp kè với luật sư để được giúp đỡ Vậy mà trên tòa chỉ trích việc ngoại tình của tôi Mạnh miệng thanh cào lắm Toàn lời nói dối trá trái lương tâm Giọng nói ca khịa dè biểu Đột ngột xen vào cuộc nói chuyện của hai người Tuyền giật mình ngậm miệng Nhìn thịnh đột ngột xuất hiện bên cạnh Cô chán ghét hắn Đến mức không muốn nhìn mặt Không muốn nghe giọng nói Mọi thứ về hắn đều ghê tẩm Suy nghĩ trong đầu Tuyền Đều lộ ra mặt Tình thô thiển trầm biếm. Bò lên giường với luật sư, cảm giác thế nào? Nghiêm giơ tay chém nhẹ không khí trước mặt Tuyển, ngăn không cho cô mở miệng. Anh đẩy kính trên sống mũi, động tác đơn giản nhưng đủ cuốn hút, nhìn thịnh với ánh mắt nghề nghiệp nghiêm khắc. Nếu nhanh không hài lòng với quyết định của tòa án, có thể kháng cáo ly hôn, nhưng mà anh không có quyền xúc phạm người khác. Tôi có quyền khởi kiện anh. Tình nhổ một toẹt nước bọt xuống đất, khịt mũi coi thường lời cảnh cáo của nghiêm. Hắn lùi về phía sau một bước, tay xỏ vào túi quần, khiến dáng đứng càng ngông nghênh bất cận. Cô dùng thân thể để đạt được mục đích, và dạ, tôi dùng tiền để đạt được ý đồ, để xem ai hơn. Những lời ô uế bẩn thỉu của tình không được ai đáp lại. Tuyền nhìn hắn với đôi mắt thương hại, thật ngu ngốc khi đứng ở nơi đại diện pháp luật mà lại to miệng nói đến việc dùng tiền bạc Kể cả dùng tiền mua chuột lòng người thì cũng nên kính kẻ. Gã chồng sắp cũ của cô là dây thần kinh bị đứt hay tự mãn quá nhiều. Sau khi ra tòa lần một trong niềm tin giành được quyền nuôi con, Tuyền bắt đầu tập trung vào cửa hàng bánh cuốn. Cửa hàng bánh cuốn cao bằng kiên kiên, nằm trong ngõ, không phải trục đường chính, rộng 20 mét vuông Mặt tiền rộng 3 m trong quán kê được 3 bàn, bên ngoài kê thêm 5 bàn ốp sát vào tường, Tuyền ngồi tráng bánh bên trong cạnh cầu thang gỗ Đi lên gác xếp Chị Hà chạy bàn và thu tiền Khách quen của quán đều là các bậc phụ huynh Đưa con đi ăn sáng Và nhân viên văn phòng Nên trước 9 giờ sáng Quán đông và ồn ào chen lớn đến mức nhất cả đầu Tuyền từng làm phục vụ hàng ăn Cô không lóng ngóng như chị Hà Mất gần một tuần mới vào gồm Không làm đổ canh ra bàn, Không lấy nhầm chả hoặc giọt một canh nhé Tuyền Tiếng ới dòng vào trong của chị Hà Làm cho Tuyền dừng tay đếm tiền Một canh hay một mắm Hay là cách gọi nhanh Khi bán hàng để phân biệt bánh cuốn truyền thống Chấm mắm hay bánh cuốn cao bằng dùng nước xương Đi găng tay vào Tuyền mở bếp Tráng từng lát bánh mỏng trong Đặt lên đĩa Rồi nhanh thoang thoát Gói nhân thịt vàng nâu Rắc hành phi thơm phức đền trên Cô Tháo dăng tay Quay đầu gọi giới ra Chị mang bánh ra giúp em lời nói ngàn ngừng chuyển thành nụ cười cô gật đầu anh đi ăn sáng sao nghiêm cũng ngạc nhiên không kém hóa ra đây là quán của cô tuy anh biết cô có mở quán ăn nhưng mà không nhớ chính xác địa chỉ không nghĩ đến hôm nay bởi vì công việc đột xuất mà đi ăn sáng muộn tình cờ vào đúng quán bánh cuốn của tuyền anh ngồi đi dương tay cầm menu gác trên tủ kính nhỏ mặt bàn. tuyền đưa sang anh muốn ăn gì anh ăn bánh cuốn cao bằng bao giờ chưa không quen thì có bánh cuốn chấm nước mắm chả ở quán tôi ngon lắm anh có thể thử cảm ơn nghiêm lật mở menu nghiêm túc không có vẻ muốn tiếp chuyện tuyền không phật ý trước tính cách hờ hững này cô đưa dĩa bánh cho chị hà mang ra cho khách bên ngoài rồi đứng lên bật công tác đợi nước sôi. Do trắng bánh bằng nồi điện, mỗi khi không có khách cô sẽ tắt nồi dư tiết kiệm điện và không nhanh cạn nước. Đảo mắt quá áo sơ mì màu đen đóng thùng, gọng kính vàng trên sóng mũi. Cảm giác nghiêm hôm nay bớt chút cứng ngắt khô khan so với lần cô gặp anh trên tòa. Nghiêm cảm nhận được tầm mắt lén lút quan sát của cô, nên quay sang nhìn. Dừng lại dài dây trên gương mặt chột già của cô, giọng anh nhẹ hẳn cho tôi xuất bánh cao bằng nhiều giò thứ gì trong bát tôi thế này ôi trời ơi sao trong canh mang cho khách có cả kẹp tóc vậy hả tiếng hét thề thế cắt ngang lời nghiêm anh và tuyền cùng nhìn ra cửa nhưng do bạn ghế bên ngoài kê sát tường phải đi ra ngoài mới có chuyện anh và tuyền cùng nhìn ra cửa nhưng do bạn ghế bên ngoài kê sát tường phải đi ra ngoài mới rõ chuyện gì xin lỗi anh đợi tôi một chút tôi vội vàng đứng lên Cảnh tượng trước mắt khiến cô đau đầu Bao nhiêu dùi sướng sau khi đếm tiền Đều biến mất không còn Ba cô gái ăn mặc sành điệu Tóc xoăn Móng tay sơn màu gắn đá Khuôn mặt trang điểm quyến rũ khiêu gợi Thu hút tò mò Cùng nhiều ánh mắt hấu đói của mấy quán ăn xung quanh Cô gái ngồi giữa chỉ chờ tuyền xuất hiện Là xoen xoét nói Quán xá nhỏ xíu bẩn thiểu thì cũng thôi đi Đồ ăn chưa kịp ném ngon hay dở đã phải kẹp tóc trong bát Kinh tởm thế này ai nuốt trôi được Bán hàng mất vệ sinh Là muốn khách đau bụng hả Đôi đũa gấp lên cái kẹp tóc Gắn mấy viên đá nhỏ Vừa nhìn là biết không phải đồ vật của Tuyền Và chị Hà Cô hiểu hôm nay Mỹ Tiền cố tình dẫn bạn đến Để quấy rối Tuyền công hiền cũng chẳng đành đá Nhưng mà cô biết bảo vệ bát cơm của mình Đi thẳng đến bàn Mỹ Tiên Nhìn thẳng vào mắt ả Cô nhấn mạnh từng chữ Quán tôi đồ ăn sạch sẽ, luôn đảm bảo an toàn thực phẩm, không có chuyện làm rơi đồ vào thức ăn. Mỹ tiên, cô nên suy nghĩ trước khi nói, đừng nghĩ đưa người đến giở trò phá rối chuyện buôn bán của tôi, là tôi sẽ sợ. Cô du khống đặt điều cho người khác, không sợ tạo nghiệp hả? Nhận ráng mắt Tuyền chỉ nhìn phần bụng nhô lên đầy ám chỉ, Mỹ tiên ném mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phát dậy, á chỉ tay thẳng vào mặt cô. Mọi người ra mà xem, quá ngàn mất vệ sinh này. Bán đồ ăn có kẹp tóc bên trong, bây giờ còn chửi khách là du khống. Quá ngàn nhỏ như mắt mũi, du khống được lợi ích gì. Tuyền hất mạnh ngón tay sắp chạm vào mũi cô, làm cho người Mỹ tiền lão đảo. May mắn hai cô bạn đứng bên cạnh đỡ lấy. Một người sừng sổ tiến đến muốn đánh Tuyền. Chị Hà nãy giờ đứng bên cạnh, cầm cây inox, vội vàng kéo cô lùi lại. Tuyền đẩy tay chị Hà ra, không hề sợ sệt mà bình tĩnh chỉ tay vào gốc tường trên cao, nơi ít người chú ý. Quán có lắp camera, có cần tôi mở xem ai là người bỏ kẹp tóc vào bát nước canh không? Cô bác gặp vé giật mình chột dạ trên mặt Mỹ Tiên. a à nhanh lên cao rồi đột ngột xô mạnh vào ngực Tuyền. Lực đẩy mạnh làm cho Tuyền ngã ngửa vào chị Hà. Hai chị em ngã kéo theo ống đũa và dài khay đường ớt quất. Tiếng đổ dở loãng xoảng vang lên cùng với tiếng hét đào đớn từ phía ba cô gái. Tuyền ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Mỹ Tiền, ôm bụng rên rỉ. Hóa ra cô nàng đi giày cao gót, sau khi đẩy tuyền thì bị lực phản, cho nên cũng kéo theo hai người bạn ngã theo. Hả ta xui xẻo nhất, bụng da trúng cạnh ghế. Mấy bà bán phở và cháu lòng bên cạnh cũng đổ xô sang bên tuyền. Từ khi cô về đây, luôn lễ phép và sống biết điều, thực sự lấy được lòng người xung quanh. Tuyền đứng lên muốn đến xem Mỹ tiền có sao không Nếu đau quá thì đưa đi bệnh viện Nhưng mà tay cô bị chị Hà kéo lại Có thể để họ lừa gạt đấy Trông xinh đẹp sang trọng Mà miệng mồm thối hoát Thở ra câu nào là ghét câu đó Em đừng có chạm vào cô ta lại bị du oan Chị Hà không hề biết quan hệ của Tuyền và Mỹ Tiên Mặt câu có ghét bỏ Nhìn ba cô gái Tuyền gật đầu trấn an chị Hà chưa kịp làm gì thì tiếng rền chùa loét của Mỹ Tiền tiếp tục gian lên. Ôi, đau quá, bụng tôi đau quá, cô cố tình đúng không? Mỹ Tiền tựa vào cô bạn đi cùng, một tay ôm bụng, một tay run rẩy dờ lên chỉ vào mặt tuyền. Mặt trắng bệt, không phải giả dở, giọng điệu méo máu. Cô đã ly hôn với chồng tôi rồi, tại sao còn không buông tha cho con tôi? Thằng bé có tội gì? Đau, đau quá! Mọi người xung quanh kinh ngạc trước lời chỉ trích. Nhìn qua lại giữa hai người với ánh mắt xét nét nghiên cứu. Mỹ Tiên hài lòng trước phản ứng này. Cô ả à muốn nhếch khóe miệng cười sung sướng. Nhưng cơn đào khiến mặt ả à nhăn như quả táo tàu Trời ơi! Máu! Mày chảy máu Tiên ơi! Tiếng la khiến cho không khí xung quanh căng cứng lên. Hai cô bạn Mỹ Tiên lóng ngóng ôm bạn. Muốn nâng lên để đưa đi bệnh viện cũng không có sức. Con tôi, đau quá Mỹ Tiên sợ đến mức bật khóc Cơ thể chịu được nâng lên khỏi mặt đất Đã bị thả phịch xuống Ác tám nhận rõ máu dưới mông Khiến cơ thể lạnh toát Gai ốc nổi đầy hai cánh tay Tùy đẩy hai cô gái dướng díu ra Đưa tay sau lưng Mỹ Tiên Luồn tay xuống khoeo chân Muốn nâng ả lên thì mặt trúng ngay cái tác Cô muốn làm gì? Đẩy tôi ngã chảy máu chưa đủ sao? Tiếng gào the thế điều hòa của Mỹ Tiên làm cho Tuyền và những người xung quanh đều lắc đầu. Ngay đến cả hai cô bạn gái cũng cúi đầu xấu hổ. Mỹ Tiên đẩy dài Tuyền, dùng giấy không muốn cô chạm vào người ả. Câm miệng! Tuyền gầm lên, giọng cô lớn đến mức chấn điếc tài Mỹ Tiên. Cô muốn giữ đứa bé không hả? Mỹ Tiên kinh hoàng cứng đờ người mất vài giây. Trước khi ả tiếp tục đóng đảnh, một bóng người cao lớn ngồi xuống đối diện với Tuyền Cô cứ buồn tay ra Tuyền vô thức nghe theo mệnh lệnh nghiêm trang Nghiêm bé bỏng mỹ tiền đền cào Như bé một con mèo Đưa ả lên xe ô tô màu đen Đổ bên dĩa hà Quá nghỉ sớm không bán nữa Chị giúp em dọn dẹp dần Em sẽ quay lại sớm nhất Tuyền vỗ vào người chị Hà căng dặn Rồi giọt lên xe ô tô Cùng đến bệnh viện với nghiêm Dù không phải lỗi của cô Nhưng mà cô không thể thờ ơ không quan tâm mỹ tiên được đưa ra phòng cấp cứu hai cô bạn gái cũng chạy xe máy theo ngay phía sau lúc này tấm tầm đứng ngoài cửa lo lắng ánh mắt liên tục nhìn về phía tuyền cô có linh cảm chuyện xấu có thể sắp sửa xảy ra nên ngồi xuống dậy ghế màu xanh chờ bên ngoài phòng bệnh cô cần giữ sức để chút nữa còn có sức lực bảo vệ bản thân hơn năm phút sau tiếng chân chạy ồn ào bên ngoài hành lang khiến cho tuyền quay đầu tò mò không nhìn thì thôi, nhìn là cô thấy phiền lòng. Thịnh và bà Thiệu hối hả chạy đến, với mặt mày xám ngoét, không chút thiện cảm. Bà Thiệu có vẻ biết hai cô bạn gái, dội vàng nắm tay một trong hai người, lấp bấp hỏi hằng tình hình của Mỹ Tiên. Thịnh đứng bên cạnh, nghe hai cô gái kể lại chuyện đã xảy ra, cặp mắt hung ác, đảo xung quanh. Chạm phải ánh mắt tóe lửa muốn giết người của Thịnh, Tuyền đứng phát dậy cảnh giác, cô quá quen tính cách lỗ mãn của hắn. Không phải lần đầu bị hắn đánh Nên cô rất nhạy cảm trước những nguy hiểm Y như tìm thấy con mồi Thịnh hùng hổ đi đến Tầm mắt chưa từng rời khỏi mặt cô Khiến chân tuyền bị đóng đình tại chỗ Một loại bản năng sợ hãi Gắn sâu vào trong tiềm thức của tuyền Không nói một lời Bàn tay to lớn chắc khỏe Dùng lên muốn tác tuyền Cô chán ghét chính mình bởi vì cơ thể không nghe theo điều khiển của trí não. Dài cô đột ngột bị nắm lấy kéo về phía sau Bàn tay thô thiển được giữ chặt giữa không trùng Lương Tuyền đập mạnh vào thứ gì đó Sột soạt đầy cứng rắn Một hơi nóng phá vào đỉnh đầu cô Lại là mày Hóa ra chúng mày là một đôi Khuôn mặt đó quạch gì tức giận của thịnh banh ra dữ tợn, Mắt hắn trừng to dọa nạt Mũi thở phì vọ Làm cho khuôn mặt vốn đẹp trai sở khanh Trở nên bạc bẽo đáng khinh giai tuyền vẫn tựa vào lồng ngực đứng sâu cô hơi ngửa đầu nhìn lên cao chạm vào mắt nghiêm bên trong đôi mắt phản lặng là trong mắt nâu đen điềm tĩnh mang theo chút xa cách lãnh đạm dựa vào lông mày anh cau lại cơn ngực gồng cứng cô biết anh đang đấu sức với thịnh nên cô nghiêng người tránh thoát đứng sang một bên ngay khi cô rời đi nghiêm ném mạnh tay thịnh ra tiếp tục kéo giai tuyền lùi lại vài bước tránh được cú đấm tiếp theo của Thịnh. Ai là người nhà của bệnh nhân? Câu hỏi chuyển thành tiếng quát cao vút. Đây là bệnh viện, đánh nhau thì mời ra ngoài. Cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trách mắng tới thấp. Bà Thiệu và hai cô bạn tranh thủ đi vào trong phòng, liền bị nạt nộ bằng thứ giọng hách dịch. Tôi chỉ muốn vào xem cháu nội tôi thôi, đứa bé có sao không? Bạn tôi không bị sao chứ chị y tá Tình lao bổ về Cũng muốn xong vào phòng Giọng gấp gáp nóng nảy Giờ tôi sao rồi Đứa bé trong bụng có sao không Cô y tá dằn co Để người không cho vào bên trong Đứa bé không sao Nhưng mà sáng phụ rất yếu Ai là người nhà bệnh nhân Này đừng có chen lớn Tuy đứng lặng người Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt Tìm cuộc hồng đạo Lòng không sót và mắt cô ráo hoảnh khô cạn những lời nói nhẹ tên lại khiến cho người nghe đau lòng hóa ra phụ nữ có thai sẽ được quan tâm yêu thương như vậy cô không nói bản thân ngưỡng mộ nhưng chỉ cần cô đứng yên tách biệt hoàn toàn gia đình phía trước sự cô độc vẫn phủ chụp lên người cô biết mỹ tiên và đứa bé trong bụng không sao tuyền xoay người đi dọc hành lang để tìm đường ra cổng bệnh viện nghiêm im lặng đi theo sau cô khoảng vài bước chân. Anh cho người khác cảm giác bản thân rất mờ nhạt, không ấn tượng đặc biệt, nhưng mà chẳng thể phủ nhận sự tồn tại của anh. Tôi đưa cô quay lại quán ăn. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được. Đứng cạnh cổng bệnh viện, Tuyền mỉm cười từ chối, nắng hanh vàng chiếu xuyên qua tóc mai, ôm trọn gò má trắng, phủ lên đó, sắc dạng ấm áp khiến gương mặt Tuyền có sức sống hơn rất nhiều. Cô chưa làm bánh cuốn nước canh cho tôi. Nghiêm nói rất đơn giản, giọng cũng không có chút cảm xúc. Nhưng sao cô đọc được bất mãn trong mắt anh? Trước khi đến bệnh viện, tôi có dặn chị Hà dọn hàng rồi, xin lỗi anh. Anh ăn tạm món khác có được không? Lần này Tuyền hơi lúng túng vì bắt gặp tia nhìn bất mãn không mấy vui của anh. Rốt cuộc vì luật sư nhạt nhẽo không thú vị này muốn gì khi cứng đầu cứng cổ nói dù sao tôi cũng sẽ đưa cô về quán ăn sau trận mưa lớn đêm qua không khí như được gột rửa trở nên thanh mát một cơn gió nhẹ lướt qua quẩn quanh cổ chân tuyền đẩy bước chân cô tránh khỏi các dụng nước đồng trên sân tòa án cô ngẩng đầu nhìn đám mây đen xù xì xấu xí giăng đầy trời chút thư thái của buổi sớm mai im lặng chìm xuống tận đáy lộng Dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa Tuy nhìn bậc thang kéo dài Nhìn dòng chữ tòa án quận To lớn trên cao Hít mạnh và gom toàn bộ dũng khí Bước chân trở nên tự tin rất nhiều Cô ngẩng cao đầu Đi đến cuối con đường đã chọn Đặt chân vào trận chiến cuối cùng Với người chồng để tranh giành quyền nuôi con Buổi sự án cuối cùng Trong phiên tòa có cô Thịnh và bà Thiệu Bà Huyền tối hôm qua cũng muốn đến tòa để làm hậu phương cổ vũ cho cô, nhưng mà Tuyền từ chối. Sau hai lần hòa giải không thành, năng lực của luật sư nghiêm đủ để cô tin tưởng, bản thân sẽ thắng kiện nuôi con. Trong quá trình xử án, toàn bộ gáy và tấm lưng gầy gò, mảnh khảnh của cô bị thiêu đốt bởi cặp mắt đầy lửa trong mắt bà Thiệu. Bằng chứng và lập luận sắc bén của nghiêm khiến cho mẹ con thịnh bắt đầu hoảng sợ, không còn vẻ tự mãn trên mặt thời điểm tòa án thông báo bé Kim sẽ do Tuyền nuôi. Căn nhà hiện tại đứng tên Thịnh và Tuyền, được chia đôi, mỗi người một nửa, yêu cầu Thịnh phải tạo điều kiện để Tuyền lấy được nửa tài sản thuộc về cô. Bà Thiệu đứng phía sau, gào lên thè thế. Đất là tôi cho, nhà là con tôi xây, tại sao phải cho nó, nó đóng góp gì vào căn nhà này bà đòi được một nửa. Tuyền xoay nghiêng, nhìn thẳng vào bà Thiệu, đang lao khỏi chỗ ngồi muốn xông lên phản đối quyết định cuối cùng của tòa. Cô nhìn người phụ nữ lớn tuổi, từng là mẹ chồng của mình, bị hai thành viên tòa án nhanh chóng ngăn cản, thất vọng trong lòng không hề nhỏ. Hóa ra, thứ bà Thiệu tiếc nuối là tài sản, chứ không phải đứa cháu gái nhỏ đã cùng sinh hoạt suốt 5 năm qua. Hành vi của bà Thiệu khiến những người có mặt trên tòa cảm thấy rất phản cảm. Mọi người lần lượt rời đi, bà Thiệu bị cảnh cáo nhắc nhở và mời ra khỏi phòng xử án ly hôn. Tầm mắt Tuyền rời khỏi cảnh tượng lộn xộn do bà Thiệu gây ra, quay sang đấu mắt với ánh mắt sắc bén như dao của Thịnh. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt, khuôn mặt hung ác, thiếu thiện chí. Thịnh sải bước đến trước mặt cô, tìm thức ăn sâu trong đầu về những trận đòn vô cớ khiến cho Tuyền lùi lại một bước theo bản năng. Chân da dạo ghế giúp cô tỉnh táo, thẳng người dên diện với hắn với chiếc cầm nâng cao. Nghiêm dọn xong giấy tờ trên bàn, đang muốn rời đi, thì thấy hành vi của Thịnh nên đứng yên tại chỗ giám sát. Thịnh dừng lại chỗ tuyền khoảng nửa mét, liếc qua vị luật sư như vệ sĩ đứng sừng sững một bên. Nhách khóe miệng cười đẻo. Cô giỏi lắm. Tuyền trầm mặt không đáp, trong lòng cô lần nữa chết luôn hy vọng, hắn mở miệng nhắc đến con gái ruột. Không thấy sắc mặt cô biến hóa sau lời mỉa mai, Hắn chán ghét trước con người nhạt nhẽo, không thú vị của Tuyền. Trong mắt Thịnh, Tuyền có sắc đẹp nhưng mà không biết làm đúng, không biết lấy lòng đàn ông. Đặc biệt là không biết nghe lời. Bao nhiêu năm qua, cô đều không hề tiến bộ. Với Thịnh, người vợ cũ này không bằng một khóc nhỏ của Mỹ Tiên. Dính biệt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Ném câu nói nặng nề, đầy ngạo mạn vào mặt Tuyền, hắn xoay người rời đi, không bận tâm đến phản ứng của cô. Rèm mi công của Tuyền chớp nhẹ Giọng nói đều đều không chút cảm xúc Đuổi theo sau lưng hắn Chúng ta chưa dính biệt được Thịnh khượng người dừng chân Nhưng không quay lại Tôi sẽ trở về khi nhận được quyết định văn bản của tòa Trong việc chia đôi tài sản Đáp lại cô là tiếng khịch mũi xem thường Ở nơi Tuyền không nhìn thấy Nắm tay hắn siết chặt giận dữ Bước chân tăng tốc về phía cánh cửa mở rộng Cô ổn chứ? Giọng nói của Nghiêm khô khốc vang lên bên cạnh. Tuyền xoay sang nhìn Nghiêm, khuôn mặt anh không nhiều biểu cảm, sống mũi cao khiến hóng mắt của Nghiêm khá sâu, gây cho bất kỳ người nào lọt vào đáy mắt của anh cũng đều có cảm giác bản thân rơi vào vùng tối không có điểm cuối. Tuyền cười hạnh phúc và vui vẻ để che đi suy nghĩ dớ dẫn vừa rồi. Lực sư Nghiêm, cảm ơn anh đã giúp tôi thắng kiện. Nghiêm nắm lấy bàn tay, đưa ra đầy thân thiện Tiên ngạc nhiên lóe nhanh qua mắt khi anh cảm nhận rõ những vết chai khô cứng trong lòng bàn tay tuyền. Hóa ra bên dưới bàn tay có những ngón thon dài sạch sẽ là sự dứt giả gian trân mà không phải ai cũng biết được. Não anh điểm sơ qua các công việc cô đã từng làm trong quá khứ. Ánh mắt nhìn cô mang theo đồng cảm và sự khâm phục. Đây là công việc của tôi Nghiêm rút tay lại Sợi lưu luyến lướt nhanh qua tìm khiến anh khó hiểu. Công việc của tôi cũng đã kết thúc khi bản án khép lại. Tương lai cô cần tư vấn về việc đòi tài sản thuộc về mình cứ đến tìm tôi. Giúp được tôi sẽ không từ chối. Phí trả cho văn phòng luật sư là 30 triệu. Tuyền sẽ không ngây thơ cho rằng lời khách sáo thiện trí của một người dân khác họ là thật. Cô thật lòng cảm ơn nghiêm rồi rời đi. Bước chân ra khỏi tòa án, thương nhau đến ôm siết lấy cơ thể Tuyền, chính là ánh nắng chói chang, nóng rát từ trên cao. Cô nheo mắt nhìn lên, nụ cười nở rộ ra như đóa hướng dương đầy sức sống. Cô tự nói với bản thân, nắng hôm nay thật đẹp, đẹp như cuộc sống sắp tới của mẹ con Tuyền. Ly hôn cô không lưu luyến, không hối tiếc và càng không đau khổ. Toàn bộ người cô là trạng thái lần lần bầy bỏng, cứ như gồng xiên, đợi cổ, được gỡ ra ném lại bên trong phòng xử án sau lưng. Thứ cảm giác giải thoát thanh thản này khiến cho Tuyền không cách nào cất giấu, nụ cười hạnh phúc. Có thể hôn nhân của cô thời gian đầu hạnh phúc, nhưng nó mục rửa từ chính trụ cột trong gia đình. Chứ hạnh phúc đối với cô là điều xa xỉ, nơi thời điểm này cảm giác rạo rực trong tim, phấn khích trong lòng về một tương lai tốt đẹp, khiến xe Tuyền bị chết máy giữa đường cũng không làm cô cấu gắt Đề ga hay đạp máy đều không ăn thua. Tuy nhìn xung quanh, ngao ngán, vì nhận ra đoạn đường này rất gián dẻ. Một hàng dài các thân cây gỗ đều tăm tắp, lia mắt nhìn không thấy nhà dân. Ông trời sẽ ném cho mỗi người một quả táo cùng với một cái tác. Mình vừa ăn táo ở tòa án, dắt xe đi bộ để hướng thụ cái tác thôi. Tuyền hóm hỉnh lẩm bẩm một mình, đội nắng, dắt xe đi sát dĩa hè, mắt cô lơ đảng nhìn phía trước khả trôi suy nghĩ dọc theo hàng cây cuộc sống mưu sinh công việc lao động chân tay luôn quấn cô vào việc kiếm tiền cô cũng không nhớ bao lâu rồi bản thân mới có giây phút dắt xe đi bộ như thế tiếng động cơ xe máy chạy chậm theo sâu cũng không gọi được hồn tiền đậu trên từng tán lá xanh chỉ đến khi chiếc xe máy phóng lên quẹo ngang chắn đường thì Tuyền mới định thần lại xe cô làm sao thế Nghiêm tuy hơn tuổi Tuyền, Nhưng mà cách xưng hô Vẫn rất lịch sự Xa cách Tôi cũng không rõ Không đổ máy được Tuyền trả lời theo phản xạ Mở mắt lớn hơn Khi anh dừng xe đến gần Nghiêm đạp xe không thấy phản ứng Muốn ngồi xuống để xem xét Thì dướng cái túi sách Hình chữ nhật đeo trên người Để tôi cầm cho Tuyền nói xong mới chột dạ nghĩ Không biết Nghiêm có nghĩ cô tự nhiên vô duyên không Túi sách bị dúi vào tay cô, nghiêm cúi xuống xem xét xe máy, không phát hiện tuyền gãi gãi mũi xấu hổ nhìn anh. Tiếng động cơ xe ô tô khá lớn, thu hút sự chú ý của tuyền. Cô quay đầu nhìn lại. Chuyện xảy ra sau đó nhanh đến mức tuyền phải giật mình trước phản ứng của bản thân. Cô kéo nghiêm đứng lên, lùi lại sau xe máy. Lực lớn đến nỗi anh đổ ập người vào cô theo quán tính và lực hút của trái đất. Xe ô tô lao vút qua đám nước động trên đường, nước giăng thành từng mảng ướt sũng xe máy chỉ có vài hạt nước đi lạc rơi xuống người nghiêm lưng đập xuống dĩa hè đầu gối trên đám cỏ xanh rì tuyền ngẩn đầu rên khe khẽ tầm mắt cô chỉ kịp thu được vẻ mặt hả hê sùng sướng của mỹ tiên bên ghế lái phụ của xe ô tô phóng đi mỹ tiên có đến tòa án sao cô không nhìn thấy do mãi mê nhìn theo xe cô không nhận ra sắc mặt người đàn ông ngã trên cơ thể cô có hơi khác Nước da ngâm đen của Nghiêm đã giúp anh che đậy khéo léo màu đỏ. Nghiêm chống tay đứng dậy thật nhanh. Tuyền lồn cồm bám vào bàn tay dơ ra của anh. Lóng ngóng đứng thẳng. Cô muốn mở miệng giải thích cho hành vi vừa rồi. Nhưng mà tầm mắt chạm phải túi sách rơi trên dĩa hè. Lúc này đã sụn ướt. liếc nhìn xe máy và dũng nước bùng bét trên đường. Nghiêm nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Anh nghiêm đầu nhìn theo chiếc ô tô, Chỉ còn là chấm nhỏ, đặt câu hỏi khi quay về nhìn cô một câu hỏi không hợp người có tính cách nhạt nhẽo khô cứng như nghiêm cô hối hận sao lại hỏi như vậy bởi vì anh ngừng dài giây thẳng thắn nói cô khóc tuyền giật mình nhận ra trên gò má có thứ gì đó lăn tròn xuống cặm dùng tay quệt đi cô nhìn giọt nước mắt lấp lánh dưới các tia nắng đang chiếu xuyên qua kẽ lá mồi công thành lời Tôi vui quá nên khóc Anh im lặng đi cho cô khăn mùi xoa Cô không khách sáo cầm lấy Khoảnh khắc tay chạm vào khăn Dài ký ức nhỏ lẻ Lại ùa về Đôi mắt đã ngừng khóc của cô ngẩng lên nhìn anh Cả hai như cùng nghĩ đến một điều Tiếng cười của cô trong giấc Nghiêm đơn giản nhìn cô không nói Từ lúc gặp tôi Anh tốn khăn tay mới quá Không sao nghiêm vụ nước trên túi, cảm thấy bầu không khí gượng gạo, thật kỳ cục, nên chuyển đề tài. Mang xe ra hàng sửa thôi, bây giờ tôi dùng chân đẩy xe, cô điều khiển tay lái được chứ? Tuyền chỉ biết nói cảm ơn anh, trong suy nghĩ của cô, nghiêm là một người tốt bụng, nhưng mà không phải bạn bè. Thời gian như con tạo xoay dần, cuộc sống tiếp tục trôi và mẹ con Tuyền ổn định cuộc sống của bà mẹ đơn thân. Từ buổi xử án ly hồn cuối cùng, đã trôi qua một tháng, cửa hàng bánh cuốn của Tuyền ngày càng đông khách. Cứ như ông trời lấy đi một thứ, sẽ trả lại một thứ khác, phù hợp hơn và tốt đẹp hơn. Hàng ngày Tuyền sẽ chở Kiên cùng đến quán bánh cuốn vào lúc năm rưỡi sáng. Thời gian đầu cô rất ái nấy, vì bắt con gái phải dậy sớm theo mình. Nhưng mà Kiên hòa nhập rất nhanh vào khung thời gian làm việc của mẹ. Mười lần như một, Tuyền sẽ đụng mặt nghiêm ngay trước cổng trọ. Anh tập thể dục buổi sáng cô đến quán làm việc. Hai người khách sáo lễ nghĩa rất chuẩn mực. Tuy nói, chào chú đi con. Nghiêm bảo, hai mẹ con đi làm sao? Hai người bước đi về hai phía khác nhau. Khi đến quán ăn, ngồi im lặng trên bàn. Ăn sáng rồi lôi quyển sổ nhỏ ra bắt đầu vẽ đắm mình trong màu sắc không hề bị sự ồn ào, náo nhiệt của khách khứa, làm phiền đến. Bác xe ôm già tóc hoa râm đúng bảy rưỡi, sẽ đưa Kiên đến trường. Tuyền thanh toán tiền công đưa theo hàng tháng. Sau khi ly hôn, do tâm trạng Tuyền thoải mái, khiến vẻ ngoài của cô trở nên tươi trẻ, đầy sức sống. Cô không chạy bàn, chỉ ngồi yên một chỗ tráng bánh. Cánh tay dùng lên điệu nghệ, tạo ra lát bánh mỏng xinh đẹp. Mái tóc đuôi ngựa, đùng đưa, chuyển động, ấn hiện cần của mảnh mai cùng với sự mặt thanh tú. Tính cách của Tuyền sởi lởi vui tính, lại càng thu hút nhiều khách đến ăn là đàn ông. Dài người đùa vui, cũng có người buông lời treo chọc tán tỉnh, tuyền không gánh nặng là con gái, có chồng. Một người mẹ đơn thân như cô không hề có ý định bước thêm bước nữa. Nên để giữ khách, vừa nghĩ là vui miệng nói đùa, tuyền cũng đáp trả lại dài ba câu trong chừng mực. Hành vi của cô rất bình thường. Trong những quán hàng ăn, mà chủ quán là một người phụ nữ còn trẻ vui tính, nhưng trong mắt vị luật sư khô khan nhạt nhẽo Lại là điều không tốt Nghiêm đặt đôi đũa xuống bàn Đưa tay đẩy cốc nước dối Khiến nó đổ sụp Nước và đá chảy xuống đôi giày xanh điệu của vị khách bên cạnh Anh làm gì vậy hả? Vị khách đều kính cận đang tán tỉnh tuyền Giật mình đứng phát dậy Xô đẩy chiếc ghế gỗ của mình Xin lỗi tôi không cố tình Lời xin lỗi nghiêm túc Cùng với hộp giấy khô đưa ra trước mặt vị khách đều kính Thái độ nhận lỗi thành khẩn cùng với bộ dạng lịch thiệp của Nghiêm khiến những người có mặt trong quán khá có thiện cảm. Tiếc rằng vì khách đeo kính không hài lòng, hắn hát hộp khăn giấy bay vào tường, rơi xuống sàn lăn cọc hai dòng. Hắn gằn giọng hỏi. Mày chắc chắn cố tình, có phải thấy tao nói chuyện vui với bà chủ nên đố kỵ hay không? Mọi người xung quanh bật cười nhìn Tuyền với vẻ mặt hống hớt, làm cho cô đỏ mặt xấu hổ. Nghiêm khẩn người không biết trả lời thế nào, Căn bản, anh không nghĩ đến gì khách có vẻ ngoài lịch lãm bảnh bao lại có thể ăn nói hồ đồ như thế. Anh không nên ăn không nói có, bèo réo sai sự thật, làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của ấy. Cô Tuyền còn phải buồn bán, làm ăn ở đây. Mẹ kiếp, mày dám quản tạo. Vị khách đều kính, giống nóng máu khi mọi người xung quanh đang cười cợt nhìn hắn chầm chầm, lại nghe nghiêm giảng đạo lý, với giọng kể cả. Hắn đá mạnh vào chiếc ghế gỗ, rồi xong tới giờ cào nắm đắm. Nghiêm đứng phát dậy không tránh né, dù ẩu đã mong chờ của khách khứa xung quanh không hề xảy ra. Tuyền không biết lúc nào đã ném què trà lấy bánh xuống chậu bột trắng, bước dội đến giữ chặt quỷ tay của vị khách đều kính. Đừng đánh nhau, các anh bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi, đừng có gây nhau trong quán. Tuyền đứng tới cầm vị khách, khi cô hơi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú ở khoảng cách gần, đi kèm với đôi mắt xếch, biết nói làm cho vị khách ngẩn người dài giây tầm mắt hắn lão đảo từ mặt cô chuyển xuống hai bàn tay đều gằn đi lòng đầy dầu mỡ đang giữ chặt lấy tay mình lông mày vị khách đều kính xoắn lại tuyền tá hỏa nhận ra bản thân vừa làm gì cô liên tục nói xin lỗi rút khăn tay trong túi ra lau chùi dầu mỡ bám trên tay vị khách cô dùng thứ gì lau đấy hả thật bẩn hắn gắt gỗng hỏi nghe người tránh khỏi khăn tay làm cho Tuyền chân hững ngượng ngùng không biết trả lời ra sao, thái độ khó coi của hắn làm cho mọi người phẫn nộ bất mãn, nhiều lời xỉa sói, chỉ trích bay thẳng vào mặt hắn, làm như bản thân sạch sẽ lắm đấy mà chánh chòe, ăn mặt bánh bao miệng thở ra câu nào là thối hoắc cầu đấy. Bà chủ, loại khách bố đợi thế này, cô cứ tống khỏi quán, cấm cửa đến ăn. Tuyền hoảng hồn xua tay mong mọi người đừng nói nữa. Cô không dám nhìn sắc mặt đèn gì đáy nồi của vị khách đều kính. Bà chủ, bao nhiêu tiền? Không đói hoài đến dĩa bánh cuốn nóng hổi, vừa được bưng ra. Dị khách rút tờ 200 ngàn đưa cho thuyền, cộc lóc hỏi. Cô không muốn chuyện đi quá xa, dội vàng cầm lấy tiền lẻ trong túi trả lại. Tay lóng ngóng cầm sắp tiền không chắc chắn, làm nó rơi tùng tóe xuống sạn Dị khách sốt ruột và nghĩ cô cố tình. Bực bội ném lại một câu rồi bỏ đi. Khỏi túi. Ờ, tiền thừa của anh. Tùy nhặt xong tiền. Đứng dậy thì chị thấy bóng lưng dị khách. Cô dội dàng dối tiền vào tay chị Hà hối thúc. Chị trả lại giúp em. Chị Hà đi nhanh ra cửa. Bầu không khí trong quán trở nên khác thường. Nghiêm dẫn đứng im lặng lẽ nhìn cô. Cặp mắt sầu hút của anh phẳng lặng không chút cảm xúc. Cứ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Miệng tuyền móc máy chưa thành lời Khăn mùi xoa trong tay vừa lau chùi cho khách Đã bị nghiêm rút ra Ném vào sọt rác bên chân bàn Mắt cô tròn xoe Lời nói nghẹn trong cổ Không hiểu hành vi của anh mang ý nghĩa gì Hết trò vui để xem Khách khứa đứng lên thanh toán tiền Rồi hối hả đi làm Tuy nhận xong tiền của chị khách cuối cùng Cô quay sang nghiêm Thì thấy anh nghiêm túc nghiên cứu Medu Ghế gỗ bị đá đổ được dựng lên hộp giấy ăn rơi dưới đất nằm ngoan trên bàn. Nghiêm khép mẹ đồ quay sang cô gọi món. Cho tôi xuất bánh cuốn canh hai giò. Tuyền chớp mắt đúng ba lần, quay về chỗ ngồi bắt đầu tráng bánh. Cô không nghĩ nhiều về việc anh cố tình làm đổ cốc nước vối. Đơn giản quy tội lên đầu dì khách đều kính đáng ghét kia. Tuy cô có thể nói quà nói lại dài câu với khách. Đến ăn là đàn ông, nhưng mà tấn công tới tấp đầy vô duyên như vị khách đều kính mấy hôm nay. Ý tưởng đuổi khách từng bùng nổ trong đầu cô. Ăn xong bữa sáng muộn, nghiêm trả tiền rồi rời đi, bỏ lại sau lưng cô chủ quán, nhớ mắt nhìn anh đầy suy tư. tuyền sẽ không tự ảo tưởng con trai bà chủ thuê nhà phải lòng cô, cô gái một đời chồng. Cô đã qua tuổi mơ mộng hảo huyền, hiện tại của một lòng một dạ, muốn kiếm tiền nuôi con gái, muốn quán ăn kinh doanh ổn định. Nên những việc khác thường ngày như hôm nay tồn tại trong suy nghĩ cô rất ngắn. Qua giờ bán hàng buổi trưa, chậu bột dơi bớt đấy. Tuy nhìn nguyên liệu chuẩn bị ngày nào hết ngày đó mà thấy vui vẻ thỏa mãn. Cô không thích lưu trữ bột thừa hoặc là nhân bánh cho buổi sáng ngày hôm sau. Gần cuối buổi, lượng bột chỉ còn lại khoảng vài suất một bát gái sau khi ăn bánh cuốn xong. Hàm hậu hỏi tuyền con gái có bán hành phi không? hành khô là mua hành tươi về tự làm, ăn khác hẳn các quán khác. Con có bán hành khô theo lạng. Tuyền mỉm cười mời chào, nhưng mà hành khô vẫn còn đủ dùng hai hôm nữa, bác muốn đặt thì ngày kia lấy nhé, hành mới phi sẽ thơm lắm. mua về bảo quản thế nào vậy con gái? hành khô trong quán luôn giòn tan, con phi thật khéo. Tuyền cười tích mắt, vui vẻ vì được khen hồ hởi hướng dẫn cách bảo quản tự phi hành tuy hơi cực và bày vẽ lĩnh kỉnh nhưng bánh cuốn ngon nhất ở bột bánh tráng nước mắm và hành phi cô dùng cối đá xây bột khiến bột gạo có vị riêng đặc trưng nước mắm cô đi tham khảo rất nhiều quán bánh cuốn ở hà nội để học hỏi nên dĩ nhiên cô không thể dị lười mà mua hành phi có sẵn ngoài chợ khách đặt hành phi số lượng nhiều để đi biếu nên lần này tụi mua số lượng hành tươi dẹp phi gấp đôi bình thường. ngày phi hành trùng dưới cuối tuần có bé kia ở nhà, cô muốn đưa con gái sang bà ngoại chơi để tránh cho bé quẩn quanh nồi hành phi của cô. nhưng mà Kiên hôm nay đột nhiên đau bụng âm ỉ từ sáng, cô không nỡ đưa con bé gửi sang ngoại. kết quả sau khi cô sắp xếp bếp ga công nghiệp, nồi xong, mọi thứ ra một góc sân, bật bếp đun dầu nóng, thì kinh lò dò đi xuống cầu thang, trên tay là chiếc ghế nhựa màu vàng. Kiên không ngủ trưa sao con? Tuyền mất nửa tiếng để dỗ con bé ngủ. Không ngờ chưa được 30 phút con bé đã tỉnh. Kiên đưa quyển sách đến trước bà cô thay câu trả lời. Hiện tại không có giấy ghi nhớ và bút trong tay. Tuy đành phải phi hành và lặng lẽ trong nôm con gái. Kiên một khi đã quyết định làm gì, nếu không được, giấy ghi chú cưỡng ép dừng lại, con bé sẽ không bao giờ thay đổi. Khoảng sân rộng có 7-8 chiếc xe máy Dựng ngay ngắn, thẳng hàng Nơi góc tường có hai thân ảnh ngồi gần bên nhau Thân ảnh lớn thì liên tục đảo hành trong nồi dầu Sôi ủng ụt Thân hình nhỏ thì cúi đầu nghiêm túc Ghi nhớ những hình ảnh thật đẹp trên từng trang sách Người mẹ làm việc của con gái lặng lẽ sát cánh bên cạnh Bầu không khí rất êm dịu bình yên Tiếng lửa nổ lép bép Tiếng dầu sôi ủng ụt Như tô điểm âm thanh rất đời thường cho bức tranh bình dị. Nắng từ phía tây bị cản bởi dãy nhà trọ, không phủ chụp lên cơ thể hai mẹ con. Nhưng gió chạy nhảy, ngang qua, đưa mùi hành khô thơm nước mũi tứ tán khắp nơi. vô tình kéo thêm một người sành ăn khôn miệng. Bà Loan đi qua cánh cổng đối với nhà chính, hào hứng hỏi. Đến ngày phi hành rồi há tuyền, hành phi thơm quá, bây giờ tận trong nhà bác. Bà Loan bị máu nhiễm mỡ nên những món xào nấu dính đến dầu mỡ đều rất hạn chế. Bà rất thích hành khô do Tuyền làm nhưng mà chưa lần nào hỏi mua hoặc là nhận đồ cô biếu. Sự xuất hiện đột ngột của bà Loan không kéo được sự chú ý của Kim. Con bé vẫn cậm cùi xem tranh màu trong sách. Bà Loan ngồi xem Tuyền phi hành. Nhìn hành tươi trong nồi theo thời gian chuyển sang màu nâu cánh dáng từng mẻ hành được dớt ra rổ dầu chạy xuống xô inox bên dưới tuy ngồi sổm, nhanh tay sảy hành trút ra mâm Mẹ hành tiếp theo được cô cho vào nồi sau khi hạ lửa nhỏ nhất đôi đũa dài đảo theo chiều kim đồng hồ động tác thuần thục và chuyên nghiệp hôm nay vì mấy cân hành dạy tuyền bà loan kiếm chủ đề nói chuyện bà rất thích mẹ con tuyền lễ phép và hiền lành nhưng có thể điều khoản thuê trọ là không được tán con trai bà khiến cho Tuyền thực hiện quy định tốt đến mức giao thiệp với bà khá khách sáo và lặng lẽ. Do có khách nên cháu đặt làm 10 cân. Cũng phải 4 năm tiếng mới xong. Không đến đâu bác, cháu làm quen rồi thì 3-4 tiếng. Cháu thật là khéo tay, mẻ hành nào cũng dạng ươm một màu, không quá lửa cũng không bị non hành. Cô khen ngợi thật lòng của bà Loan bị cắt ngang bởi bàn tay nhỏ xíu đập đập lên dai Bà mỉm cười với cô bé tết tóc hai bên. Kiên định nói gì với bà? Tuyền không giấu giếm vì con gái mắc bệnh tự kỷ. Cô đã giải thích với bà Loan và mong muốn nếu nói chuyện với con gái cô, hãy nhìn thẳng vào mắt bé và đừng chủ động ôm hôn hay chạm vào người bé. Bà Loan chỉ có duy nhất niềm vui là canh giữa con trai. Còn mọi ứng xử và cách sống của bà rất hòa thuận và tốt tính. Điều này khiến cho Kim cho phép bà nằm trong dòng sinh hoạt của con bé. Con muốn xem tranh. Dòng Kim ngô nghe trong trẻo, mắt con bé tròn xoe nhìn bà Loan đầy mong đợi. Tiếc rằng đáp lại mong muốn của con bé là vẻ mặt ngại ngùng cùng với giọng nói ái náy. Bác Nghiêm không có ở nhà, bà không dám mở cửa vào phòng. Nếu tối nay bác Nghiêm về ăn tối, bà đưa Kim đi xem tranh nhé kinh chớp mi nhìn bà loan đầu nghiêng nghiêng rất đáng yêu bà loan quay sang tuyền giải thích và cầu cứu con trai bác không thích người khác tự tiện vào phòng nó lần trước bác vào dọn dẹp phòng nó cũng bị cằn nhằn phòng nó sạch sẽ như vậy đều là tự dọn dẹp lấy cháu xem con trai mà khó tính như thế có được không tuyền không biết nếu cô cười lúc này thì có bị bà loan giận hay không bình thường bà bo bo giữ rịch con trai Vậy mà chỉ vì nghiêm không cho bà tự tiện vào phòng Mà sẵn sàng quay ngay sang chê trách Bác nghiêm không có trong phòng Chúng ta không được tự tiện đi vào phòng Kim tiếp tục xem sách nhé Tuyện buông đôi đũa dài trong tay Xoay người đối diện với con gái Cố gắng nói ngắn gọn dễ hiểu Bình thường bé rất ngoan Dù thích hay không Nhưng mà chỉ cần là lời Tuyền nói Bé sẽ nghe và làm theo Nhưng không hiểu sao hôm nay Kim đánh mạnh vào lòng bàn tay Tuyền trước mặt con bé. Do bất ngờ Tuyền bị giăng ra xa, chạm vào thành lùi, cô kêu lên đau đớn theo phản xạ, chưa kịp tỉnh táo thì Kim đã sòng tới, dùng nắm đấm đánh liên tục vào người cô. Sức của Kim rất nhỏ, đánh không đau, nhưng mà tư thế ngồi xổm khiến trọng tâm cơ thể không vững, cô ngã ngửa ra sau thì Kim dấp ngã đè lên người cô. Tiếng gào khóc của Kiền dạng dòng khắp sân khi cánh tay nhỏ xíu con bé chạm vào thành đùi. Hành động của Tuyền đều dựa vào bản năng làm mẹ. Cô bé thóc con bé lên, giữ chắc cánh tay đỏ bỏng. Chạy đến dòi nước nơi góc tượng. Tuyền mở nước vừa đủ, giữ nguyên cánh tay Kiền dưới dòi nước mà mắt cô đỏ hoe. Vết bỏng đỏ kéo dài từ khủy tay, chạy dọc đến mu bàn tay. Đối lập với màu đỏ bị bỏng và nước da trắng xanh khiến vết bỏng càng thêm dữ tợn khi nọa khóc nức nở vì đau bàn tay không bị thương do tròn thành nắm đấm đấm vào ngực tuyền để thể hiện bé rất đau và rất sợ tuyền đau lòng cố gắng dỗ dành nhưng tiếng khóc thảm thiết của con bé che phủ mọi lời dỗ ngọt bà loan phản ứng chậm hơn cô đến khi tuyền ngâm tay kìn dưới nước tinh thần của bà vẫn chưa hết hoảng hốt tắt bếp dội dặn bà bước đến gần xoay tới xoay lui luôn miệng nói Vết bỏng đau lắm, đưa con bé đến bệnh viện đi, nó đau lắm đấy. Bà Loan càng nói khiến cho Tuyền càng xót con gái hơn. Kiên ngoan, không khóc, Kiên của bà giỏi, đến đi con. Tiếng khóc của Kiên, tiếng khuyên nhủ của bà Loan, cùng với giọng vỗ về của Tuyền, âm ỉ cả một góc sân. Nghiêm vừa về đến cổng khu trọ đã nghe thấy tiếng ồn ào. Anh tưởng bên trong xảy ra chuyện nên vội vàng ném xe ngoài cổng, chạy nhanh vào. Có chuyện gì vậy? Bà Loan nhìn thấy nghiêm như bắt được dạng. Dội dàng giải thích. Con bé già trúng nồi dầu, bỏng hết tay. Bao lâu rồi? Câu hỏi khó hiểu của nghiêm khiến bà Loan ngẩn người. Anh nói rồi. ngâm tay con bé trong bao lâu rồi? Khoảng vài phút. Tuy nhanh nhạy nắm bắt được ý anh, cô vừa đáp vừa cố gắng giữ chắc người kia Con bé dùng dậy quá mạnh, cô sợ động đến vết bỏng, Nghiêm ngồi xổm xuống sát người tuyền Gần kề vào bức tượng Tay anh dòng ra sau lưng kinh Liên tục vỗ vào sống lưng bé Lực độ mạnh hơn rút da một chút Tư thế này trong anh như đàn ôm hai mẹ con tuyền Cô giật bắn mình ngẩng đầu nhìn anh Bà Loan thì phản ứng lớn hơn Thắc mắc đầy bất mãn Muốn vỗ lưng còn bé Thì bảo tuyền ngồi dịch ra cho trống chỗ Ấp chân ấp tay thế này Người ta nhìn vào ra thể thống gì nữa Do quá hoảng loạn vì lo lắng cho con gái Lại nghe lời khó nghe của bà Loan Trong lòng cô bất lực bực bội Cô ngẩn phát lên Muốn đuổi người nhưng bị anh cướp lời Không cần để ý đến mẹ tôi Nghiêm cứng rắn thuyết phục Tôi biết Nếu chạm vào kia từ sau lưng Mà con bé chưa đồng ý Thì sẽ khiến con bé phản ứng thái quá hơn Cô đừng nghĩ lung tung Sao anh biết động tác vỗ lưng để trấn an Kim? Tôi có tham khảo qua về việc giúp trẻ tự kỷ điều hòa cảm giác. Tuyền mấp mấy môi muốn hỏi tại sao, nhưng cô miếm chặt, giữ lại câu hỏi trong lòng, tập trung cùng với anh trấn an cảm xúc của Kim. Nghiêm ngồi gần kề, mùi thuốc lá trên quần áo cùng với hơi thở bạc hà từ người anh quấn quýt, quần lấy cơ thể Tuyền, giọng nói khỏe khoắn, tự tốn, nói từng từ, có tác dụng trấn an cảm xúc bấn loạn của người nghe. Nên ngâm nước khoảng 30 phút, sau đó tôi lấy ô tô, đưa hai mẹ con vào bệnh viện. Anh thấp giọng xuống, làm lời từ chối sắp rơi ra khỏi môi tuyền, bị nghẹn lại. Từ đây đến bệnh viện cũng mất 10 phút, vết thương sẽ dính bụi bẩn. Nếu đi xe máy, rất không tốt cho vết thương. Ô tô để ở trong sân, có thể đi ngay bất cứ lúc nào. Tuyền ngẩn đầu nhìn anh, tầm mắt chạm nhau, luồng điện giật mạnh nơi sống lưng khiến cô giật đầu, nghe theo sắp đặt của nghiêm Đợi Kim bình tĩnh lại, cô muốn mang theo gì khi vào bệnh viện thì nhanh chân lên, tôi sẽ giữ con bé. Cô gật mạnh đầu tin tưởng lời anh, cũng là lúc Kim hoàn toàn bình tĩnh theo động tác vỗ lưng của Nghiêm. Bé tựa toàn bộ sức nặng vào người tuyển, làm bàn tay chứa dòi nước lạnh, bắt đầu nghịch ngợm. Nắm vào và thả ra để bắt nước. Kim tự chơi một mình, với cánh tay đau, không bận tâm người lớn xung quanh đang làm gì. Bà Loan vẫn đứng dậy xem. Cảnh giác nhìn Tuyền như sợ cô sẽ dồ lấy con trai bà để ăn tươi nuốt sống. Ngay đến lời nhắc nhở của Nghiêm phải nói lần thứ hai, bà Loan mới không hài lòng đi cất dọn bếp và đồ hành phi của Tuyền. Những thứ nguy hiểm này cần được dọn dẹp gọn gàng ngay. Nếu không có khách trọ nào không cẩn thận lấy xe, da vào nồi dầu sẽ rất nguy hiểm. Tuyền cẩn thận giải thích cho Kiên. Bác Nghiêm bế con, Kiên ngoan không được đánh người nhé. Động tác xòe tay để bắt được nước của Kiên dừng giữa không trung. Bé ngửa đầu quay nghiêng, liếc mắt nhìn tuyền rồi đảo qua nghiêm. Dừng khá lâu trên khuôn mặt khiến hai người lớn vô thức ruồn rẫy hồi hộp. Khuôn mặt không cảm xúc quay đi, trở về với dòng nước mát không ngừng chạy xuống tay còn bé. Cả hai hiểu Kiên đã tiếp nhận lời dặn của tuyền. Cô dịch người ra, nhường chỗ cho nghiêm. Anh thay thế cô ôm lấy Kiên vào lòng, giữ chắc cánh tay bỏng để nó không rời khỏi dòng nước. Tuyền chạy về phòng lấy tiền, sổ khám bệnh, thỏ trắng cùng với khăn mặt mới. Cô lao xuống cầu thang, cầm tay bà Loan, nhờ giá bà dọn dẹp đồ đạc giúp mình, rồi nhận lại kim từ tay Nghiêm. Trong khi cô dùng khăn lao khô tay bé, Nghiêm đi lấy xe. Hơn 10 phút sau, ba người có mặt tại bệnh viện. Tuyền đưa thẳng con bé vào phòng cấp cứu. Cô nhanh chóng giải thích nguyên nhân vết bỏng và tình trạng tự kỷ nhẹ của con gái bác sĩ hiểu phải dùng thái độ như thế nào để bệnh nhân tự kỷ, phối hợp điều trị. Kinh không hề khóc trong toàn bộ quá trình bôi thuốc. Con bé ngồi trên đùi tuyền, mắt mở tròn xoe, nhìn bông thuốc, di chuyển trên cánh tay. Tuyền ngại ngùng nhờ nghiêm đi đóng tiền và mua thuốc theo đơn. Anh gật đầu không nhận ví tiền của cô, đi thẳng ra cửa. Sau gần 2 tiếng đồng hồ ở trong phòng cấp cứu, Tuyền chân thành cảm ơn bác sĩ rồi bế Kim ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng ồn màu trẻ con khóc ọ ọe, tiếng người lớn rủ rị nói chuyện, tiếng chân người hối hả trên hành lang đổ ập vào tay tuyền. Cô không kịp che tay Kinh khiến con bé la hét quẩy đạp. Bình thường Kinh sẽ không có phản ứng lớn với âm thanh ồn ào, nhưng đột ngột ấp thẳng vào thính giác con bé, cùng với băng gạc dướng díu quấn quanh tay, làm cho cảm xúc của Kinh không được bình thường. Kinh bật ngửa ra sau khiến cho Tuyền loạn choạng trước sức nặng của con bé, lưng cô được bàn tay to lớn giữ lại, đầu kiên đập vào ngực nghiêm, khi anh dùng cơ thể đỡ lấy hai mẹ con. Mắt kiên chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của anh, tiếng gạo con bé càng lớn hơn, cánh tay không bị thương, đập mạnh vào mặt tuyền bé lại quật ra đằng trước muốn tuột xuống khỏi người tuyền Mọi người giữ trẻ yên tĩnh, tránh làm phiền người khác. Y tá bên trong phòng cấp cứu nghe thấy tiếng ồn, mở cửa phòng ra, nhìn cánh tượng lộn xộn của ba người rùa ở trách. Tuyền liên tục nói xin lỗi, ôm chặt lấy kiên, quay vào lòng, đảo mắt ra xung quanh tìm ghế trống. Cô nhanh chóng đến gần thùng rác to bên hành lang, nơi vắng vẻ nhất. Kiên không khóc, kiên không khóc. Tuyền kiên trì dỗ vào lưng con bé, lặp lại câu nói rất đơn giản. Nhiều bà mẹ xung quanh liếc mắt khó chịu nhìn cô. Chung quỳ, họ cũng chưa từng thấy ai dỗ con đang khóc mà nhạt nhẽo và ngu ngốc như vậy. Tuyền không phản ứng trước các ánh mắt xem thường và hiếu kỳ. Cô nhẫn nại dỗ về cảm xúc, bất an, hoảng loạn của Kim. Bộ dạng Tuyền lúc này trông rất thảm hại. Quần áo sộc sệt, ướt nhiều mảng, tóc bù xù vì bị Kim giật tung, dây buộc tóc. Trong lòng là một đứa trẻ 5-6 tuổi, quặp chặt tay chân vào sau lưng cô. Tư thế của hai mẹ con cô như con gấu, ca ao lô, ôm thần cây. Ôm lấy nơi mà nó cảm thấy rất an toàn. Nghiêm sơ mi quần âu, trang phục chỉnh chu, cầm ba lô và túi thuốc đứng bên cạnh, dáng người thẳng tắp như một vệ sĩ, đứng canh thứ quan trọng của bản thân. Hình ảnh đối lập nhưng hài hòa của ba người, như một bức tranh thu nhỏ nơi góc hành lang bệnh viện, thời điểm kinh khóc mệt, ngẹo đầu ngủ gục trên giai tuyền cũng là lúc một thứ xấu xí lọt vào tầm mắt cô. Mỹ Tuyên với chiếc bụng lúp xúp trong chiếc váy bầu màu đỏ, ánh mắt sắc sảo đảo khắp người Tuyền đầy soi mói. Tình ăn mặc chảy chuốt như đang đi dự tiệc, trên tay là một cô bé, tóc buộc hai bên trạc tuổi kim Cô bé dỗ dỗ mặt thịnh, giọng nói non nớt ngọng nghịu cất lên. Bố ơi, con đói, con muốn ăn kem. Tuyền giật mình, quan sát đường nét trên khuôn mặt cô bé, không tìm được điểm giống nhau giữa thịnh và cô bé. Cô nheo mắt, liếc sang vẻ mặt đắc thắng dền giáo của mỹ tiên một ý nghĩ được cười lướt nhanh qua đầu cô cô nhìn con gái tôi với ý gì thế hả lông mày lá liễu của mỹ tiên trâu lại giọng chua loét hỏi tuyền cô không trả lời quay đầu gật đầu nói với nghiêm đi thôi thịnh bước lên ngăn cản đường cô đi sẵn giọng hỏi con bé làm sao phải vào diện Cơ thể tuyền lùi ra sâu trong vụ thức Nghiêm tự động bước đến chắn trước người cô Sự phối hợp an ý của hai người Khiến Thịnh ngứa mắt Hắn cà khịa Hóa ra đây chính là lý do cô cắn chặt Không nhả nửa căn nhà của tôi Cô cũng biết chọn đối tượng đấy nhỉ Tuyền bỏ ngoài tay Những lời xỉa sói thô lỗ bẩn thiểu Cô kéo áo nghiêm Với vẻ mặt bình tĩnh Đi thôi, không cần phí lời với họ đâu thái độ dưỡng dưng của tuyền không để mỹ tiền và thịnh vào mắt khiến ả có cảm giác bị xem thường một người thua dưới tay ả có gì hơn người mà lên mặt dòng cành khóe chuồng ngoà của mỹ tiền luôn đầy châm chích loại đàn bà bị chồng bỏ mang theo cục nợ bệnh tâm thần không hiểu luật sư các anh thích điểm gì ở cô ta lời chăm chọc của mỹ tiền chạm đúng dễ ngực mắt tuyền long linh hung trận ngọn lửa bên trong như muốn đốt cháy bộ mặt trác phấn tô son đậm dày của mỹ tiên loại đĩ cướp chồng người khác như cô không có tư cách nói chuyện với tôi cô dám xúc phạm con tôi thêm một lần nữa tôi có quyền kiện cô tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác Quá miệng nghiêm giật nhẹ khi nghe lời đe dọa anh lựa chọn im lặng không nói ra sự thật với tuyền lời mắng chửi của mỹ tiên nếu có khởi kiện cũng chỉ bị xử phạt hành chính từ 1 đến 300 ngàn đồng. Nhưng vẻ mặt nghiêm trang chứng chạc cùng với mắt luật sư của Nghiêm đủ trợ giúp uy lực trong lời cảnh cáo. Thịnh khịch mũi coi thường, không để Nghiêm vào mắt. Con bé có vấn đề về thần kinh, nói nó bệnh tâm thần thì sai chỗ nào. Cô nhận nuôi con mới được vài bữa để đưa con vào bệnh viện, đủ biết cô là loại mẹ vô tích sự. <laughs> Đừng có được dăm bữa nửa tháng là giác nó về gian sinh thằng này nuôi nhé. Đã bước chân ra khỏi nhà tôi Đừng nghĩ đến việc quay trở về Tôi có chết bờ chết bụi Cũng không đưa con Kim bước vào nhà của anh thêm một lần nào nữa Dòng tuyền trôi qua kẻ rằng nghiến chặt Cô ghi con gái vào lòng Tim thắt lại trước lời độc ác không tình người của Thịnh Nhớ những gì cô nói đấy." Thịnh cười khẩy Bước đi thật nhanh Cô bé trong lòng Xoay đầu sang nhìn tuyền Mắt tròn ngu nghe cô đưa tay lên giấy chào tạm biệt cô trên đời này chỉ có trẻ con là vô tư không biết sân si mỹ Thiên hài lòng trước thái độ ghét bỏ của thịnh cô ả hoàn toàn yên tâm về việc nắm giữ tâm trí hắn ả đưa tay che miệng cười khúc khích sống mắt lẳng lờ đầu trên sắc mặt xám ngoát của tuyền cô cảm thấy thế nào khi chồng cũ sẵn lòng nuôi con riêng của tôi cứ kiên quyết không nuôi con đẻ Câu hỏi của Mỹ Tiền đã xác nhận suy đoán trong lòng tuyền. Cô ngọt nhạt đáp. Tại sao tôi phải suy nghĩ về cái loại rác rưởi đã được tôi ném khỏi cuộc đời của mình? Bị chửi xéo gián tiếp, Mỹ Tiền biết tuyền đang chỉ gà mắng chó. Á nhìn bóng lưng đã đi xa của Thịnh, nhìn nghiêm cao lớn đứng sừng sững bên cạnh. Cơn tức của Á bị nghẹn nơi cổ, bức bối khó chịu. Để xem, cô dân giáo được bao lâu? Lòng ngực Mỹ Tiền phập phòng vì giận dữ, ả à ném lại một câu, rồi đuổi theo Thịnh, đã quất sâu ngã rẽ cuối hành lang. Còn đẻ không nuôi, đi nuôi con người. Đúng là chuyện được cười nhất trên đời. Câu nói không đầu không đuôi của Tuyền kéo theo tầm mắt của Nghiêm, quay về trên mặt cô. Bên ngoài Tuyền tỏ ra bình tĩnh, đành đá, đốt chát. Nhưng mà trong lòng cô là ấm ức thay con gái. Cô biết trong mắt Thịnh, Kiên không có trọng lượng, Cô cũng chẳng mong đợi loại bố ích kỷ như hắn sẽ yêu thương Kim. Nhưng ít ra, khi thấy con gái ruột băng bó cánh tay xuất hiện ở trong bệnh viện, hắn cũng có thể giả dờ quan tâm hỏi lấy một câu chứ. Bị bố đẻ lành nhạt thờ ơ, tùy luôn nghĩ bản thân là nguyên nhân tạo ra điều ấy. Cô là người vợ thất bại khi không thể khiến bố ruột yêu thương con gái. Trên cương vị của một người mẹ, cô có thể hy sinh tất cả cho con. Cô sẽ làm mọi thứ để cuộc sống của Kim không bị thiếu thốn, sẽ bù đắp những khoảng trống về người bố trong gia đình đơn thân. Cô sẽ có thể vừa làm bố, vừa làm mẹ. Nhưng mà sâu thẳm trong đáy lòng, cô vẫn mong con gái sẽ có một người bố yêu thương. Có lẽ mong muốn này quá xa xỉ đối với Kim đáng thương của cô. Dằn vặt và đau khổ trong lòng như giọt nước làm tràn ly. Cả buổi đánh giật với Kim, cơ thể cô đã đến giới hạn tâm lý u ám kiệt quệ tuyền mềm nhũn ngất xỉu giữa cánh tay vẫn giữ chặt của con gái được bác sĩ chạy chữa tuyền rất nhanh tỉnh lại trên giường bệnh trong sự mông lung mơ hồ chưa hiểu rõ tình huống mắt cô thấy kỳ yên tĩnh ngồi cuối giường cho điện thoại tay cô nghe rõ giọng nói khô khốc của nghiêm bác sĩ khuyên cô sang khoa sản khám có thể cô đang có thai khóe miệng tuyền co rút không nhất nổi thành đùa cười, cũng không héo rũ, thành khóc. Cô nhìn nghiêm đâm đâm như thế trò đùa này không vui chút nào. Nghiêm ngồi trên ghế bên giường bệnh, sống lên thẳng tắp, màu da bánh mực trên mặt che đi phần lớn cảm xúc của anh. Nhìn thẳng vào mắt tuyển, anh đặt câu hỏi không cho phép cô trốn tránh. Cô có muốn ra bệnh viện phụ sản không? Đây là chuyện quan trọng, cô nên thăm khám trong bệnh viện đúng chuyên môn. Ba người từ bệnh viện Nhi Trung ương chuyển sang bệnh viện phụ sản Hà Nội. Do không đến, lấy số. Tuyền phải ngồi trên hành lang đông, đợi đến lượt. Cô ấy nấy nhìn nghiêm, ái ngại vì để một người đàn ông độc thân, không có quan hệ, đi cùng đến khoa sản khám thai. Nếu nhanh bận việc thì cứ đi trước đi, tôi có thể tự lo liệu được. Vừa dứt lời, Tuyền lại thấy bản thân đúng là ăn cháo đá bát. Nghiêm túc bụng đưa mẹ con cô vào diện ở bên cạnh đến khi bằng bó xong cánh tay bé Kinh, giúp đỡ xếp hàng mua thuốc. Mọi việc anh làm đều nhiệt tình như người thân, vậy mà cô chưa một lời cảm ơn để đuổi người ta đi. Tôi không bận. Giọng ghim khô khang, anh đảo mắt nhìn đèn LED báo số thứ tự, đọc được suy nghĩ của cô. Cô không cần ngại đâu, có việc gì cần giúp, hoặc là muốn tôi làm cứ nói ra, tôi không phiền. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đây là thói quen nghề nghiệp. Thử đặt lòng tin vào người khác Cô đừng gồng mình, gánh giác một mình Giữa hành lang ồn ào Cùng với mùi thuốc sát trụng khó ngửi Câu nói đơn giản Nhưng có sức nặng Chạm đến dách trắng Tuyền tự dựng lên cao để bảo vệ bản thân Cô thầm cảm ơn anh Rồi đẩy cửa phòng khám đi vào bên trong Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ Và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.